À, xin chào tất cả mọi người ạ. Thì hôm nay thì em xin phép được thay mặt nhóm trực thuộc lab EVSE do thầy Nguyễn Duy Đình hướng dẫn ạ. Thì trong bài hôm nay thì em sẽ đề cập đến cái phần nguyên lý PI và giải giải hóa cũng như là nguyên lý ZOH, FOH và Thurston. Thì ngoài ra thì em sẽ nói thêm về phần đó là lập trình C để số hóa cái bộ PI. Thì như chúng ta biết là cái đầu vào của cái bộ PI nó sẽ là tín hiệu sai lệch. Bây giờ cái bộ điều chỉnh thì đó thì chúng ta sẽ đề cập đến cái phần đó là cấu trúc của cái bộ PI. Nó sẽ có hai cái, đó là cấu trúc nối tiếp và cấu trúc song song. Đối với cấu trúc nối tiếp thì chúng ta sẽ dễ mô phỏng và lập trình bất tiện, đúng không ạ? Còn đối với cấu trúc song song này thì chúng ta sẽ ngược lại, đó là dễ lập trình nhưng nhưng ở cái phần mô phỏng nó sẽ phức tạp hơn. Thì chúng ta đang đề cập đến cái điều khiển số, vì vậy là chúng ta sẽ cần lập trình. Thì đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái bộ PI có cấu trúc song song, nó sẽ dễ lập trình hơn ạ. Thì chúng ta sẽ nói về cái vấn đề giải giải hóa. Thì đây là một cái ví dụ, đó là cái XT này, nó là một cái tín hiệu thực tế và chúng ta sẽ sử dụng cái chuỗi sum Dirac, đúng không ạ? Nhưng với cái XT đó thì khi đó thì chúng ta sẽ được cái tín hiệu giải giải. Tại sao lại cần cái tín hiệu giải giải? Đó là bởi vì cái vi xử lý, đúng không, nó có thể hiểu được các tín hiệu giải giải, còn đối với các tín hiệu liên tục thì cái vi xử lý không hiểu được. Đó, chúng ta có thể hiểu đơn giản là như vậy. Thì khi sử dụng cái chuỗi sum Dirac này, đúng không ạ, thì chúng ta sẽ có các cái chu kỳ lấy mẫu là T. Thì tại mỗi thời điểm thì chúng ta sẽ có cái một cái giá trị lấy mẫu cụ thể và trong suốt khoảng thời gian từ 0 đến T này, và nó sẽ lấy giá trị đầu ra, đó là x0. Tương tự như vậy, từ T đến 2T nó sẽ là x1, và tương tự với các chu kỳ tiếp theo. Rồi ạ. Thì ở phần cái phần giải giải hóa này thì chúng ta thì em đang muốn nói tới, đó là chúng ta cần phải lấy chọn cái tần số lấy mẫu là bao nhiêu cho là phù hợp. Thì đây là một cái tín hiệu liên tục, nó có cái tần số, đúng không, gọi là tần số tín hiệu đó. Thì chúng ta sẽ lấy mẫu là bao nhiêu. Trong cái này thì chúng ta đang lấy mẫu là gấp 4 lần, còn bên này sẽ là lấy 7 lần. Thì nhìn trực quan thì chúng ta cũng có thể nói được đó là gì, đó là cái tín hiệu lấy mẫu, đúng không, cái tần số lấy mẫu khi nó gấp 7 lần cái tần số tín hiệu, thì chúng ta có thể thấy rằng cái độ bám của tín hiệu nó sát hơn rất là nhiều so với cái việc đó là chúng ta lấy tần số lấy mẫu thấp hơn. Vì vậy là chúng ta có thể lấy một cái nhận xét, đó là cái tần số lấy mẫu càng lớn thì cái dạng tín hiệu thu được nó sẽ càng gần so với cái tín hiệu gốc. Thì đây là một ví dụ để chúng ta có thể lựa chọn cái tần số lấy mẫu. Thì ví dụ tín hiệu hình sin, nếu mà chúng ta chọn có cái tín hiệu hình sin đó là chạy với cái tần số đó là 50 Hz, giả sử chúng ta lấy mẫu là 500 điểm, khi đó thì cái tần số lấy mẫu của chúng ta sẽ là 25 kHz, được chưa? Nếu một chu kỳ là 360 độ thì chúng ta sẽ lấy hai điểm lấy mẫu cách nhau, sẽ có được hai điểm lấy mẫu cách nhau, đúng không? Nó sẽ là 0,72 độ, là lấy 360 độ chia cho 500 điểm ạ. Thì khi đó cái tín hiệu dài dạc lệch pha giữa cái so với cái tín hiệu gốc nó sẽ là 0,36 độ, là chúng ta sẽ chia 2 đi. Khi đó thì chúng ta sẽ có sai lệch, đúng không? Chúng ta lấy đi và sẽ có được cái giá trị là 0,1%. Thì đây là một sai số chấp nhận được. Và đây cũng có thể là coi là cái cơ sở để chúng ta có thể lựa chọn cái tần số lấy mẫu. Thì thực chất ra nếu mà nó chính xác thì chúng ta sẽ không có một cái tiêu chuẩn quy định về cái tần số lấy mẫu này cũng như là cái sai số. Thì cái này thì tùy thuộc vào bài toán của chúng ta xử lý phía sau hoặc là phía trước. Thì chúng ta sẽ có cái giới hạn dưới, đúng không? Thì thường cái tần số lấy mẫu này nó sẽ lớn hơn bằng 4 lần cái tần số tín hiệu. Ngoài ra thì có cả giới hạn trên. Thì cái giới hạn trên thì nó sẽ phụ thuộc vào cái khả năng của cái con vi xử lý. Bởi vì cái con vi xử lý thì nó có rất là nhiều công việc để xử lý. Chẳng hạn như là cái nó có thể vừa lấy mẫu, vừa convert, vừa xử lý tín hiệu cũng như là vừa xuất output, đúng không? Vì vậy là chúng ta cần phải chọn cái tần số lấy mẫu sao cho hợp lý và vừa cái khả năng của cái con vi xử lý đó. Thì đấy là một số cái comment. Chúng ta sẽ tiếp tục, đó là phần nguyên lý ZOH. Thì sau khi là chúng ta có cái tần số có cái tín hiệu dài dài, đúng không? Sau khi lấy sum Dirac nhân với cái tín hiệu liên tục thì chúng ta sẽ có cái tín hiệu dài dài x sao t. Khi đó thì chúng ta sẽ đưa thêm một cái khâu ZOH nữa,
vào ạ, và khi đó chúng ta sẽ có cái tín hiệu là XRT. Thì cái XRT đúng không? Thì nó đang là tín hiệu là giả và nó sẽ có một cái giá trị cụ thể tại cái thời điểm lấy mẫu đó. Và khi đó thì chúng ta sẽ cần phải đưa qua cái khâu rẽ ZOH này, nó là một xung vuông. Và khi đó thì chúng ta sẽ có cái khâu XRT này. Thì chúng ta có thể nói một chút đó là chúng ta sẽ lắp lát hóa đi. Thì cái RS nó sẽ bằng 1 đúng không? Bởi vì nó cái RT nó là Sumirac. Khi đó thì chúng ta sẽ có cái tín hiệu đó ra là CS, nó sẽ bằng là tín hiệu trước trừ tín hiệu sau. Và các bạn thấy là nó sẽ bằng 1 chữ S trừ đi E mũ ST chữ S đúng không? Và chúng ta sẽ có cái hàm truyền. Ngoài ra thì cái nguyên lý TUSTY đúng không? Sẽ là phương án bảo toàn về góc pha của tín hiệu. Còn nguyên lý FOH đúng không? Và TUSTY thì nó sẽ hay về mặt ý nghĩa nhưng nó không phải cơ chế làm việc của ADC. Nên chúng ta sẽ chủ yếu cái đề cập đến cái phần nguyên lý ZOH ở đây. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu vào cái phần lập trình C. Thì đây đây là cái công thức TUSTY đúng không ạ? Thì nó nói lên cái mối liên hệ giữa cái toán tuổi S và cái toán tuổi Z. Thì S nó sẽ bằng khoảng là 2 chia T đúng không? Nhân với Z chia 1 trên Z cộng 1. Ngoài ra thì chúng ta có thể xấp xỉ cái S này đúng không? Nó sẽ bằng là 1 trừ Z mũ trừ 1 chia T. Đúng không? Thì khi đó thì đây có thể một coi là cái một cái chứng minh, một cái ví dụ để chứng minh. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái tính chất giờ trong thời gian của biến đổi Z đúng không? Thì chúng ta sẽ có là x ở thời điểm k trừ k0 đúng không? Nó sẽ bằng z mũ trừ k0 thì với xz. Thì đây là cái công thức có thể một ví dụ để áp dụng chứng minh. Thì bây giờ em sẽ bắt đầu liên hệ đến cái bộ PI cấu trúc song song luôn. Thì cái hàm truyền của cái bộ PI đúng không? Nó sẽ bằng là KP cộng với KI nhân với 1 chữ S đối với cấu trúc song song. Thì khi đó chúng ta sẽ thay cái chỗ nào có S thì chúng ta sẽ thay luôn bằng 1 chữ Z mũ trừ 1 trên T luôn ạ. T này là cái thời gian lấy mẫu. Thì chúng ta sẽ chuyển hàm qua khâu ZOH đó. Đúng không? Thì khi đó thì chúng ta sẽ có cái đầu ra đúng không là UZ nó sẽ bằng là KP hệ số KP nhân với cái tín hiệu sai lệch EZ cũng như là KI nhân với cái tín hiệu EZ đúng không? Thì đây là I và đây là P. Thì chúng ta sẽ biểu diễn theo cái bước số K và chúng ta sẽ nhân lên ạ. Thì theo cái tính chất của cái rời theo thời gian của bộ biến đổi Z vừa nãy thì I nhân Z mũ trừ 1 đúng không? Nó sẽ bằng I của K trừ 1. Đấy, chưa? Thì đây sẽ là hai cái công thức này chúng ta có thể lập trình C được ạ. Thì ở đây thì em cũng có đặt ra một bài toán đó là chúng ta sẽ xét cái điều khiển dòng điện mạch bắc converter. Thì đây là một số cái thông số của cái bộ bắc đó. Đây là cái mô đây là cái sơ đồ ạ. Và khi đó thì chúng ta sẽ có cái hàm truyền đối tượng GID. GID khi đó đúng không? Nó sẽ chúng ta sẽ có cái công thức hàm truyền đối tượng giữa cái tín hiệu I đúng không? Và cái so với cái hệ số điều chế của cái bộ bắc nó sẽ bằng là Vin nhân với một R nhân C nhân S cộng 1 trên trên mẫu đúng không? Thì đây là hàm truyền đối tượng. Và khi đó thì chúng ta sẽ khảo sát cái mô hình ấy, khảo sát nó thông qua cái đồ thị Bode. Thì ở đây thì sau khi khảo sát thì chúng ta thấy được đó là cái tần số cắt của nó là 76.400 Hz và cái độ ở dưới chữ pha là 90 độ. Thì chúng ta có thể nhận xét đây là cái thời gian đáp ứng của hệ thống là chậm. Và chúng ta muốn thiết kế cái bộ PI để làm sao cho chúng ta có cái độ dự trữ pha là 60 độ cũng như là cái tần số cắt nó sẽ là 10 lần đúng không? Giảm một 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 phần 10 cái tần số phát xung đó là 10 kHz, đó là 10 kHz. Thì khi đó thì chúng ta sẽ bắt đầu tính toán cái thông số thì cái góc pha của bù của mình đó là trừ 30 độ. Ở đây chúng ta có hiểu là có thể hiểu là cái bộ PI ấy, thì là nó có cái tích phân này vì vậy là nó sẽ giúp giảm đi cái độ dự trữ pha. Tiếp tục là cái biên độ bù thì chúng ta sẽ thay cái tần số cắt vào khi đó thì chúng ta sẽ có cái đây chính xác là G G omega C G omega C chưa thay S bằng G omega C thì chúng ta sẽ tính được cái góc pha cần bù cũng như là cái biên độ bù khi đó
Đây là cái bộ điều chỉnh, được chưa ạ? Thì sau khi đó thì chúng ta sẽ có cái thông số của bộ điều khiển KP và KI cần tìm, chưa? Thì sau khi có bộ điều chỉnh xong thì chúng ta sẽ thử khảo sát lại cái đồ thị bốt. Khi đó thì cái đồ thị bốt của chúng ta đã đạt được cái thông số như yêu cầu, đó là cái độ dự hữu chữ pha là 60 độ, cũng như là cái tần số cắt là 10 kHz, chưa? Thì đây là cái đây là vẽ trên PSim, vẽ trên PSim ạ, mô phỏng trên PSim. Thì cái chúng ta sẽ đưa cái tín hiệu, đúng không? Đưa cái tín hiệu thông qua cái khâu rẽ OH này, thông qua cái khâu rẽ rẽ OH và cũng thông qua cái bộ CSim block này. Khi đó chúng ta sẽ viết cái code C này, code C trong cái bộ này không? Thì chúng ta sẽ định nghĩa, đúng không, cho cái KP, KI và cái thời cái và cái tần số lấy mẫu của mình, đó là 10 mũ trừ 6. Thì là T chu kỳ ạ. Còn khi đó cái F của mình sẽ là 10 mũ 6, chưa? 10 mũ 6 là cái chu kỳ lấy mẫu, cái tần số lấy mẫu. Ngoài ra chúng ta sẽ có tín hiệu E cũng như là cái thông số P và I. Khi đó chúng ta sẽ có cái tín hiệu sai lệch là cái Y của mình, đúng không? Trừ X1. Cái Y của mình đang cho là 2. Đó. Thì chúng ta sẽ có cái tín hiệu đầu vào của cái CC block này là X1, hoặc cái đầu ra nó là Y1 nữa. Rồi ạ. Thì đây là kết quả mô phỏng. Thì phía trên đó là cái tín hiệu Y khi mình dùng cái bộ PI. Bộ PI là một cái bộ PI liên tục, đúng không? Còn đây là cái tín hiệu Y sau khi là mình đã số hóa cái bộ PI đó. Thì như chúng ta có thể nhận xét thì nó đã đạt được như yêu cầu, đạt được như yêu cầu đây ạ. Đây là khi mình phóng to ra thì như chúng ta thấy là cái sự khác biệt nó coi như là không có, đúng không? Thì như vậy là chúng ta có thể coi là chúng ta đã lập trình cái bộ lập trình hóa số hóa cái bộ PI thành công.